Em chào các bác nhé. Hôm nay em tiếp tục làm video chia sẻ cách nhé, ghép cây na các bác nhé. Đây là cây na mà này trồng hạt. Hôm nay cũng khoảng gần 2 năm tuổi. Thì em đã chuẩn bị cành ghép na đây. Na dai. Rất ngọt. Đây chúng ta sẽ tiến hành cắt và ghép. Đây dụng cụ này là ghép băng quấn và là một cái kéo cắt cành. Video quay vị trí này nó muốn quay được cận cảnh để các bác nhìn rõ hơn là che mất cái mặt. Chúng ta sẽ cắt ghép tại vị trí này, bác cắt dứt khoát để dập các nhá. Theo chúng ta sẽ vệ sinh mặt cắt cành ghép. Nếu mà trời mưa các bác lấy giấy vệ sinh hoặc vải các bác lau, hoặc là có bụi bẩn mẫu lau đi qua, chơi ta dùng dao để cắt vát vào góc. Để thuận tiện cho các bác xem, chúng ta sẽ cắt vát và ghép phía bên tay trái, các bác dễ nhìn thấy. Chúng ta phải cắt vát một ít nhỏ góc và thuận lợi cho quá trình chúng ta bổ chè vết ghép. Đây này bổ xuống và lấy một tí gỗ rồi đó nha, tùy theo cái vết cắt của cành ghép chúng ta sẽ cắt to hay bé. Em đây ghép quen rồi thì em ước lượng cắt. Ta tiến hành cắt đoạn ghép. Ta chọn cái đoạn giữa này tầm khoảng 3 mắt. Nghe cái nhám đủ tiêu chuẩn. Chúng ta cắt lá nhánh và vệ sinh sạch sẽ. Ta tiến hành dùng dao để cắt vát bằng góc 45 độ. Cắt về dao lưu ý cho đỉnh dao phải rất sắc và cắt phải dứt khoát, tránh làm dập cái vết gắt này nhé, nhất là phần vỏ. Dưỡng tập trung truyền qua phần vỏ này. Sau đó chúng ta tiến hành tra theo phần hướng này mà các bác nhé. Chúng ta sẽ tra cành ghép vào gốc ghép. Những cành ghép mà bé chúng ta sẽ tra vào lệch phía bên. Sao vỏ của cành ghép và gốc ghép này nó phải liền vào nhau, dinh dưỡng truyền đến. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái nylon để quấn cố định và quấn phủ. Thì thời lượng mỗi video của em thì tối đa là 8-10 phút. Không thể làm nhanh tua cho bác xem nhanh được, nhưng mà
đôi khi có một số video thì tua nhanh, nhưng mà video này thì em làm chậm để các bác dễ quan sát. Các bác quen thì các bác cuốn xong thừa các bác sẽ phủ. Em đây thì cứ cuốn đã, cuốn cố định xong là mình sẽ lấy thêm một đoạn nữa để chúng ta sẽ cuốn phủ. Phủ lên trên để ngăn sự thoát hơi nước cũng như nước mưa vào ấy. Ni lông này nó rất là mỏng. Vậy trong quá trình cuốn các bác phải thật nhẹ nhàng, tránh bị rách thủng. Và trên cùng các bác phải cuốn bịt kín và cuốn chặt ở phía trên nhé. Không cho nước mưa ngấm vào các bác nhé. Ta quấn xuống phía dưới. Ta quấn xong chỉnh ghép mắt và ghép cánh na các bác nhé. Tiếp theo các bác sẽ dùng, nếu mà trời nắng các bác dùng cái túi ni lông màu đen hoặc một túi bóng để phủ lên, tránh nước mưa vào và tránh ánh nắng trực tiếp nhé. Đây, tránh năng tiết vì mùa này đang là tháng 7, cuối tháng 7 âm, như là tháng 9 dương, thời tiết vẫn còn nắng, mùa mới là mùa thu. Cho các bác như là các bác cuốn cái kéo cái cành này xuống, mục đích là cành này nó vẫn duy trì quang hợp, nhưng lại nó sẽ thấp hơn so với cành ghép, sẽ ưu tiên dinh dưỡng đỉnh cao, sẽ trồi cành ghép. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Hẹn các bác trong video lần tiếp theo. Thì còn kết quả của cái cành ghép này thì trong video lần tới sẽ làm video ngắn 15-16 giây để cho các bác thấy được cái kết quả của cành ghép na các bác nhé.